Cặp đó nhiêu cặp vậy chị? 160. Này chú bán nhiêu cặp vậy chú? 120. À, cái này là 20.000 một ký. Này 35.000 một phần rẻ. À, rồi cho thêm cái này trang trí là miễn phí nè. Cho cái đấy. Ờ. Công trình vừa có trình muốn liệt sống luôn bằng làm gì đó. Cây đó là giá nhiêu anh? 2.6 hả? Chị, nó nay bán được không chị? Sao ngồi buồn quá vậy? Ủa vậy hả? Welcome back to my channel, Cường Kênh Cúc Official. Chào mừng các bạn đến với kênh của chú Cường nha. Mình đang có mặt ở thành phố Tân An, ngay công viên phường 3. Hôm nay đã là ngày 25 Tết và rất là nhiều bà con đi vòng vòng ở đây để lựa hoa. Thì bây giờ mình sẽ đi tham quan một vòng công viên phường 3 để xem mà thành phố Tân An bán hoa như thế nào trong năm nay nha. Chợ hoa của thành phố Tân An năm 2024 tổ chức tại công viên phường 3, nằm ngay góc đường Hùng Vương và đường Hai Bà Trưng. Rất là nhiều khách đi tham quan cũng như là chụp ảnh mua sắm hoa buổi chiều ngày 25 này. Trên bàn thờ cúng ông bà ngày Tết ở trong miền Nam thì không thể nào thiếu cặp dưa hấu tròn. Bây giờ Cường sẽ mời cả nhà qua khu vực này nha. Buổi chiều ở đây thì quá đông vui luôn so với lại buổi trưa. Cả nhà mình nếu bạn nào có xem cái clip nào buổi trưa mà mình quay chợ hoa Tân An á thì bây giờ nó đông gấp 10 lần á. Cái này mình ra bữa mấy vậy? Hay mới ra sáng à? Mới ra luôn. Mới giờ sáng sớm. Đây là những trái dưa hấu tròn mà khắc chữ tài lộc đây. À, cái này là 20.000 một ký. Này 35.000 một phần rẻ. À, rồi cho thêm cái này trang trí là miễn phí nè. Cho cái đấy. Ờ. Công trình vừa có trình muốn liệt sống luôn bằng làm gì đó. Có thiệt. Hình như ở phía đầu đó cũng có một quầy làm dưa giống vậy. Rồi, à, vậy hả? À. Bây giờ Cường quay cho cả nhà xem được công đoạn để làm ra một trái dưa hấu có chữ tài lộc bằng nhũ kim tuyến coi như thế nào nhé. Cường sẽ thấy được rất là nhiều công đoạn. Đầu tiên là mình sẽ phun sơn màu vàng lên, sau đó là sẽ có một bảng viết chữ thư pháp, và khi mà chữ còn ướt, mực còn ướt thì bắt đầu là mình mới rắc kim tuyến lên. Nên để ra được thành phẩm thì mình qua rất là nhiều công đoạn. Mới đầu nhìn em tưởng đâu cắt cái chữ lọc cái rắc lên chứ, làm cái khung á, đâu có biết là viết trực tiếp lên đâu. Anh tưởng đâu là có cái chữ lọc mà cắt vi tính á thì rắc lên chứ đâu có viết, nghĩ là viết đẹp vậy đâu. Ra được chữ tài liền, quá đẹp. Trời ơi, cái mặt của em là nãy giờ là vô nhiều lắm rồi đó. Tròn như trái dưa rồi. Gian hàng của mấy bạn bán dưa này là cực kỳ vui đó. Nên là bạn nào mà đi chợ hoa Tết của Long An thì nhớ mua ủng hộ nha. Bây giờ thì mình di chuyển qua quầy bán bông cúc sát bên với lại quầy dưa. Này chú bán nhiêu cặp vậy chú? 120. Cúc này cúc gì chú? Cúc Hà Lan. Quá trời vàng, quá đẹp. Chứ nếu mà cái này năm rồi chú bán nhiêu? 150 hả? Giá nào cũng có hết. Chỗ kia chơi Tết dữ lớn dữ ha. Quá trời luôn. Xuống coi đi chị. Bao đẹp, không có chỗ nào mà đẹp với rẻ ở đây hết á. Trời ơi, mua 10 xe cũng ghép. Đây những chậu bông dế này có giá là 100.000. Quá trời đẹp luôn. Năm nay thì bông giấy phải chiếm 70-80% diện tích bán hoa của công viên phường 3 thành phố Tân An, Long An luôn. Ở phía đối diện á là khu vực bán đồ ăn. Tại vì buổi tối khu vực này chứ không có chợ hoa thì tất cả là chợ đêm của thành phố Tân An. Nãy giờ thì Cường đứng ở phía trục đường là Hai Bà Trưng, bây giờ Cường mời cả nhà vào phía bên trong nha. Thật sự thì không phải là mọi người đi chợ hoa đều mua hoa, mà đôi khi mình đi để mình
cảm giác được là mùa xuân đã đến rất là gần, và mình nhìn cái không khí nhộn nhịp náo nức thì mình cũng thấy là vui ở trong lòng. Những chậu vạn thọ này thì có giá là 120.000 một cặp đây. Nhu cầu mua bông vạn thọ Tết là không thể nào mà không có hàng năm nè, chỉ có ít hoặc là nhiều thôi. Bông thọ 400 một cặp. Hiện tại là bông vạn thọ có rất là nhiều giá, thì tùy theo là kích thước nè, rồi kiểu chậu hoặc là giống vạn thọ khác nhau thì sẽ có cho giá khác nhau. Nếu mà bạn nào mà chưa có từng bán bông, mình thấy 25, 26 rồi mà sao còn bông quá trời. Nhưng mà thật sự là khoảng là 28 là thời gian mà cao điểm nhất để bán bông nha. Cặp đó nhiêu cặp vậy chị? 160. Thường thì những chậu bông vạn thọ nhỏ thì mình có thể là tự chở xe máy về. Còn nếu mà mình mua chậu lớn hoặc là mua mai thì chắc chắn là sẽ có dịch vụ chở thuê về. Mình sẽ thấy được là phía sau, phía trước, bên trái, bên phải là đông nghẹt du khách đến luôn. Khi mà nhìn cảnh này chắc chắn là bạn nào mà xa quê và mình không có về nhà ăn Tết được á, sẽ nhớ nhà rất là nhiều lần. Tại vì mình nhớ cái lúc mà mình lựa mai, lựa đào, lựa vạn thọ về chưng cho gia đình, hoặc là chở cha, chở mẹ của mình đi một vòng chợ Tết. Ở đây là tiếp tục xuống bông cúc mâm xôi từ nhà vườn ở Bến Tre. Cái này là kêu cúc gì vậy chú? Hà Lan. Cúc Hà Lan 140.000 đồng một cặp. Cúc này là 140.000 đồng một cặp nè. Vẫn có bán lẻ bình thường như cả nhà, nhưng mà thường thường Tết thì mọi người lại mua theo cặp thôi. Càng về chiều thì sẽ càng đông, và màu vàng rực của ánh hoàng hôn hòa lẫn với lại màu của bông vạn thọ màu vàng nè, rồi màu cam, tạo cho mình một cái không gian rất là đẹp. Đây có cúc Thái Pha Lê 160.000 đồng một cặp. Kế bên là có cúc mâm xôi nè. Những gian hàng này là ở Chợ Lách Bến Tre nha cả nhà. Nếu mà bạn nào có coi clip của Cường trước đó thì mình có quay những cái ô này rồi nè. Để Cường lại hỏi thăm chị bán cúc mâm xôi Hàn Quốc ở Bến Tre lên hồi kỳ rồi nè. Chị, hôm nay bán được không chị? Sao ngồi buồn quá vậy? Ủa vậy hả? Trời ơi trời. Mấy cái màu tím tím chị bán hết rồi hay vậy? Cái màu đó sáng á, nhìn thích hơn. Người ta mua cặp với ai mua có con chậu. Chị lên sao lẻ vậy? Dạ mua vậy tưới nước cực. Trời ơi, trời ơi, với lại chưa lau nhà. Với lại người ta muốn nó tươi luôn, đem về là tươi chân Tết liền. Đây là cúc mâm xôi Hàn Quốc mà kiểu như là màu cẩm. Giá là 160.000 đồng một cặp. Mình nhìn như vậy thôi nhưng mà ở ngoài rất là đẹp luôn đó nha. Đây. Để mà ra một chậu cúc như vậy thì rất là kỳ công luôn, và chỉ có là 80.000 đồng một chậu thôi. Nguyên khu vực chợ hoa Tân An hiện tại thì mình sẽ thấy không còn cúc mâm xôi màu tím nữa, chỉ còn lại là màu cẩm của chị bán thôi. Thời điểm này mới gọi là chính vụ đem nhận thọ lên nè, từ ngày 25 tháng 6 trở đi, chứ còn từ ngày 20 trở đi thì cũng chưa phải là chính vụ của bông nhận thọ nha. Khi mà mình đi chợ hoa Tết ở những tỉnh miền Tây, mình thấy rất là dễ thương và dễ chịu, người bán cũng dễ thương và người mua cũng dễ thương. Ở đây có bán bông nhận thọ là 20.000 đồng chậu một cây. Kiểu là nếu mà gia đình nhỏ mình không có chỗ mà để trưng thì mình mua những cái nhân thọ mà nhỏ vậy thì trưng rất là tiện. Mấy cái chậu mà màu đỏ đỏ như vậy là cúc thọ nè. Càng về chiều thì càng đông, nhưng mà tốt nhất mình đi mua bông á, lựa đi tầm khoảng là trước 18 giờ để mình sẽ thấy được cái bông màu đúng nhất. Còn nếu buổi tối thì rất là khó để nhìn. Bây giờ mình di chuyển vào một số khu vực bán mai để xem giá như thế nào. Đây là những cây mai mà làm theo chậu lục bình. Tính ra là tới mười mấy cây mai để ra được một cái form giống như vậy.
mấy cây mai ghép ở đây có giá là 100 ngàn đồng một cây thôi. Những gian hàng ở đây là để giá hết nên là mình không cần hỏi giá luôn. Cây mai này có giá là 350.000 đồng đây. Mấy cái loại màu cam này là nó có lâu chưa chú? Dạ ha. Ủa chú, cái giống mai này cái giống gì mà nó ra một nùi nụ vậy trời? Mai tiếng vua hả? Đây mình nhìn thấy không? Nụ nè, quá trời luôn, về về luôn, đây là mai tiếng vua. Quầy của chú là nhỏ thôi nhưng mà mình thấy là sẽ bán được ba màu mai luôn, màu trắng, màu cam với lại màu vàng. Quá trời cây mai đẹp. Đây cô đã chọn được một cây mai ghép giá 120.000 đồng một cây đây. Tất cả 1.4 triệu gom hết luôn. 1.4 triệu một cây. Một cây mai như vậy có giá là 1.4 triệu như cả nha. Tạo nguyên cái quầy chú luôn, đồng giá. Buổi chiều thì cả nhà sẽ thấy rất là nhiều người đi tham quan cũng như là lựa những cái cây mai về hoặc là cây nhãn thọ về chưng Tết. Qua bên đây thì mình sẽ thấy được bán những kiển lá hoặc là xương rồng, những cây kiển mà mini để ở trên bàn làm việc. Ủa chú, cây tách này cái lá nó lạ vậy chú? Tắc lọc hả? Cái bao, ủa cái trái nó cũng lạ luôn. Cái này đẹp quá vậy. Cái này bao nhiêu chú bán, bao nhiêu cặp hay là sao? Cái này bán cặp 350. À 350. Nhìn nhìn giống như là cái lá của cây bông giấy á. À đúng rồi. Ở đây mình sẽ thấy được là tắc lọc giá là 350.000 đồng một cặp. Cái lá sẽ rất là lạ nha. Cái trái này cũng có hình sọc nữa nè. Cái này là tắc lọc mà chị, 350 một cặp. Nếu mà bạn nào có thời gian á, mình có thể là chở ông bà cha mẹ của mình đi chợ hoa này cũng rất là hay. Tại vì ông bà cha mẹ của mình thường là lớn tuổi thì sợ làm phiền con cháu. Mình không có nhu cầu mình mua bông đâu, nhưng mà mình đi mình thấy không khí sưng, không khí Tết, để coi mọi người qua lại cũng rất là vui cho tuổi già. Cường đi một vòng, Cường thấy nguyên một cái khu vực bán hoa thọ pháp quá trời đẹp luôn. 150.000 đồng một cặp khúc thọ pháp. Vườn của mình là ở đâu tới anh? Dạ, ở Bến Tre. À Bến Tre tới. Đây là bông thọ pháp ở Bến Tre đem lên nha cả nhà. Đây là một trong những cái chậu bông nhãn thọ mình thấy là đẹp nhất trong khu vực chợ hoa Tân An luôn, rất là to và tròn luôn. Dạ dạ. Cặp 150 là một cặp. Là bèo dữ lắm, bèo đó thật sự luôn á. Bây giờ mình sẽ di chuyển vô gần gần khu vực trung tâm. Đây là khu vực bán bông cúc, có màu rất là lạ luôn nè. À, phía trước là mình sẽ thấy được bông cát tường màu hồng. Càng về khuya thì ở đây mình thấy là càng đông nha. Và chợ hoa Tân An thì cực kỳ rộng luôn chứ không phải có một khu. Video trước đó mình quay thì có nhiều gian hàng chưa xuất hiện, còn hôm nay là xuất hiện đầy đủ hết rồi. Mai vàng sông Vàm Cỏ, Tân Tây là mai Tân Tây hả? Ừ, anh ở dưới Tân Đông á, sát bên. Anh cây mai to đó giá nhiêu anh? Dạ 65. Khoảng 64. 65 triệu hả? Dạ. Cây mai như vậy có giá là 65 triệu nữa cả nhà, quá hoành tráng luôn. So với cây mai 400 triệu cái video clip trước mình quay thì cây mai này mình thấy cũng 1910 á, nhưng mà giá thì thấp hơn rất là nhiều. Cây đó là giá bao nhiêu anh? 2.6 triệu hả? Dạ, 2.6 triệu. Quá trời nụ đẹp ha. Một cây mai về chủ mới rất là đẹp luôn.
Cả nhà nhìn mấy cây mai của làng mai Tân Tây không, quá trời đẹp, vàng rực luôn nè. Đây là mai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cánh. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua khu vực ăn uống cũng như bán đồ trang trí nha. Khu vực này là mình sẽ thấy là bán đồ trang trí cũng như là đồ ăn vặt đây rất là đông. Kiểu là mình đi bộ một vòng một hồi là mình sẽ khát nước của mình đói bụng á. Sau khi mà mình đi một vòng á, mình có thể ghé ở đây ăn uống. Ở đây thì bán đồ ăn rất là nhiều. Đây cả nhà thấy không, số lượng khách mà tham quan chợ hoa xuân của Long An là đông khủng khiếp, không thua kém gì bến Bình Đông ở Sài Gòn. Có rất là nhiều gian hàng bán đồ trang trí ở chợ hoa Tân An luôn. Quá trời khách xem để mua đồ trang trí Tết nè. Sắp lì xì có giá là 8.000, 13.000, 15.000. Ở đây có bán mấy ông thần tài lắc rất là hot cách đây một tháng. Gian hàng của bạn này là thấy bán đồ trang trí này rất là nhiều. Những đồ trang trí Tết thì màu chủ đạo lúc nào cũng là màu đỏ và màu vàng hết. Đây có bán rất là nhiều bao lì xì nè, chỉ có 15-17.000 đồng một sấp thôi. Ở đây thì lo của ban tổ chức là phát liên tục vấn đề là mất cấp tài sản, nên là mọi người đi chơi thì nhớ cảnh giác nha. Đặc biệt là mình sẽ không có nên đeo dây chuyền, tại vì rất là dễ bị giật. Buổi tối mình đi như vậy là rất là dễ bị giật dây chuyền hoặc là móc túi nha cả nhà, nên là cả nhà phải cẩn thận. Dù là lực lượng an ninh nè bảo vệ rất là nhiều luôn, tại vì người ta đi là người ta sẽ không có đi một mình mà đi nguyên một nhóm, nên là khi mà giật được rồi là bắt đầu là người ta thấy cái đồ đó qua cho người khác liền, nên là không bao giờ mình bắt được nha. Đây là cảnh chợ hoa xuân buổi tối 18:40 tại thành phố Tân An của Long An, gọi là siêu đông và náo nhiệt luôn. Khi mà mình đi dạo chơi một vòng chợ hoa xuân, mình sẽ thấy được là không khí rất là đối lập. Dĩ nhiên Tết thì ai cũng vui trong lòng hết, nhưng mà mình sẽ bắt gặp đâu đó là những cô chú lớn tuổi bán vé số nè, bán kẹo kéo hoặc là bán bong bóng. Thì nếu mà được thì mình có thể là mua một phần, tại một phần như vậy có giá từ 10-20.000 đồng thôi, để cho cô chú có thể là sớm về nhà ăn Tết với gia đình nha. Tới ngày 25 thì cô chú vẫn tiếp tục vận chuyển hoa văn thọ. 26, 27, 28 là những ngày mà cao điểm để bán hoa văn thọ Tết. Ở phía ngoài đường Hùng Vương là cả nhà thấy không, quá trời đông đúc và nhộn nhịp luôn. Cảnh này là chỉ có là chợ hoa xuân hoặc là bán pháo hoa Tết thôi. Một xe ba gác hoa văn thọ lên đường với nhà mới nữa đây. Đối diện với khu vực công viên phường 3, mình sẽ thấy được khu vực ban tổ chức của thành phố Tân An trang trí một số tiểu cảnh để mọi người có thể là chụp ảnh check-in với không gian là Tết Việt xưa nhé. Đây là khu vực tái hiện lại là chương trình Tết Việt xưa của thành phố Tân An của tỉnh Long An. Mình sẽ thấy được rất là nhiều hoạt động, ví dụ như là mô hình chợ quê nè, rồi có ẩm thực, trò chơi, có lô tô show, rồi hội thi tiểu cảnh hoặc là thiết kế linh vật luôn. Giữ xe máy ở đây là phí 5.000 đồng nếu mà ban ngày, còn ban đêm mình đi thì tốn 10.000 đồng nha. Càng về khuya thì càng đông. Bây giờ là 7 giờ tối, quá trời đông đúc khu vực mà gửi xe. Khu vực này thì Cường thấy là mọi người đi ban ngày, ban đêm mình thấy là lên đèn không có đẹp, tại vì đèn ở đây quá tối. Cũng có khá là nhiều tiểu cảnh để mọi người có thể chụp ảnh đây. Ví dụ như đây là tái hiện lại là làng Nhan Huế nè. Mình sẽ thấy được là mỗi xã phường sẽ tham gia một gian hàng trang trí để mọi người có thể chụp ảnh nè, tái hiện lại không gian Tết xưa. Rồi khu vực này là sưng với hình ong rồng rất là dễ thương này. Còn đây là khu vực Tết xung vầy, khá là đẹp. Mình sẽ thấy được hình con rồng này. Phía xa kia là của Vincom Plaza nha. Thật sự thì ở Long An không có nhiều điểm vui chơi giải trí vào dịp Tết, nên là khi mà trang trí những cái này thì thu hút rất là đông đảo du khách cũng như là người dân ở đây đến đây.
Tại mình đi làm nguyên một năm thì mình chỉ có thời gian là nghỉ Tết là dài nhất, có thể là một tuần hoặc là 10 ngày để đi chơi. Mỗi dịp mà Tết đến xuân về thì thành phố của tất cả các tỉnh đều làm rất là nhiều tiểu cảnh cũng như là chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật để người dân có thể vui chơi giải trí. Lúc nào thì phía trước mấy chỗ mà tổ chức hội chợ trò chơi thì cũng sẽ có bán đồ ăn vặt hết. Video về chợ hoa Tết của thành phố Tân An cập nhật là ngày 25 tháng Chạp năm 2023 đến đây là kết thúc. Cả nhà thấy hay thì nhớ like, comment và chia sẻ để Cường có thêm động lực làm thêm nhiều chợ hoa Tết trong năm nay nữa nha.